Sáng nay ngày 21 tháng 9, người dân của xã Phúc Khánh cùng các lực lượng chức năng của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã bắt đầu chuyển đồ đạc, lắp đặt nốt những thiết bị, vật dụng cuối cùng để chiều nay đón 25 hộ dân làng Nũ trở về. Thông tin từ tỉnh Lào Cai, chiều nay ngày 21 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên cùng các lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai bắt đầu đón những người dân ở thôn làng Nũ về khu nhà tạm cư mới, sau đúng một tuần dốc sức xây dựng. Hơn 10 ngày trước, những hộ dân này đã phải đối mặt một trận lũ quét kinh hoàng cuốn theo nhà cửa và những người thân, xóm giềng của họ. Nhà cửa tan hoang, tài sản chẳng còn, nhiều gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Việc sớm làm nhà tạm cư và xây dựng làng tái định cư cho những người dân làng Nũ được xem là nhiệm vụ cấp bách, được Thủ tướng quan tâm, chỉ đạo. Từ sáng ngày 21 tháng 9, lực lượng chức năng cùng người dân xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã khẩn trương vận chuyển đồ đạc đến khu tạm cư, phân chia tổ nhóm vệ sinh, dọn dẹp, lắp đặt nốt các thiết bị như dây điện, bếp ga, giường chiếu để đón các hộ gia đình từ làng Nũ trở về sau trận lũ. Đây là khu tạm cư được dựng trên nền nhà văn hóa cũ của thôn làng Nũ với diện tích 2.500m. Theo đó, mỗi gia đình sẽ được bố trí một căn nhà tạm cư có diện tích 36m. Việc này nhằm bảo đảm an toàn cho những hộ dân đã mất nhà và những hộ đang nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao. Theo ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên, quá trình chuẩn bị khu tạm cư mới này đã được triển khai từ ngày 15 tháng 9. Những ngày qua, các đơn vị xây dựng đã tập trung nhân lực, máy móc và vật liệu, làm việc không kể ngày đêm để hoàn thiện khu nhà tạm trước thời hạn. Song song với việc hoàn thiện khu nhà tạm cư, tỉnh Lào Cai cũng đang khẩn trương thi công khu tái định cư mới và an toàn lâu dài hơn cho người dân làng Nũ. Hiện đã cơ bản giải phóng mặt bằng, bà con đang thu dọn cây cối, hoa màu để chuẩn bị thi công nhà cửa. Khu tái định cư lâu dài được chọn tại một vị trí cách thôn cũ khoảng 2 km, trên khu vực đồi Sim. Đây là vùng đất rộng rãi, an toàn, nằm ở vị trí cao ráo, thuận tiện cho việc xây dựng hạ tầng giao thông và cấp điện nước. Theo kế hoạch, khu tái định cư mới sẽ có diện tích giai đoạn đầu là 10 hectare, được phân bổ 1.000 mét cho mỗi hộ. Các căn nhà sẽ được xây dựng theo kiến trúc nhà sàn truyền thống của người Tày, với thiết kế 2 tầng và diện tích 8 x 12 mét. Bên cạnh đó, khu tái định cư sẽ có nhà văn hóa, trường học cùng các công trình phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh và hệ thống hạ tầng đồng bộ, đường, điện, nước. Dự án này theo chỉ đạo là cần hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên, ông Trần Trọng Thông cho biết, chính quyền đã nỗ lực hết mình để đảm bảo người dân làng Nũ nhanh chóng có nơi ở mới an toàn và ổn định. Công tác quy hoạch tổng thể, gia cố giao thông, vận chuyển vật liệu và nhân lực đã được thực hiện khẩn trương, đồng bộ,